chào các bé. Hôm nay chúng mình hãy cùng học các phương tiện giao thông nhé. Xe đạp. Xe đạp. Xe đạp có hai bánh. Em bé đang đi xe đạp. Xe máy. Xe máy có hai bánh. Xe máy đang đi trên đường. Ô tô. Ô tô. Ô tô có bốn bánh. Tàu hỏa. Tàu hỏa. Tàu hỏa có rất nhiều toa. Máy bay. Máy bay. Máy bay bay trên bầu trời. Xích lô. Xích lô có ba bánh. Bé có thích đi xích lô không? Xe buýt. Xe buýt thật dài. Xe taxi. Xe taxi. Xe taxi. Xe taxi chở khách trên đường. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa đang đi chữa cháy. Xe cứu hỏa. Xe cứu thương. Xe cứu thương chở bệnh nhân. Xe cứu thương. Tàu thủy. Tàu thủy. Tàu thủy. Xe đạp điện. Xe đạp điện. Xe đạp điện có hai bánh. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát đang tuần tra trên đường. Trực thăng. Máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng. Xe tải. Xe tải. Xe tải đang chở đất. Xe tải đang chở đất. Xe container. Xe container chở thật nhiều hàng. Xe container. Xe chở rác. Xe chở rác đang thu gom rác. Xe chở rác. Xe buýt hai tầng. Bé đi tham quan bằng xe buýt hai tầng. Xe buýt hai tầng. Xe bồn. Xe bồn. Xe bồn thật là to. Xe bồn. Tàu điện trên cao. Tàu điện trên cao. Tàu điện trên cao. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chạy dưới lòng đất. Tàu điện ngầm.